Mẹ, lần đầu tiên mẹ nấu ăn là khi nào? Vậy còn lần đầu mẹ nấu cho bố? Hôm nay mẹ sẽ tập cho con nấu lần đầu nhé. Mẹ luôn nhớ những ký ức đẹp với Ajinomoto, nhãn hiệu bột ngọt đầu tiên trên thế giới. Mẹ chọn là nhất. Ajinomoto.